Trong cuốn sách có tựa đề Con người không đến từ trái đất, sự đánh giá của khoa học về chứng cứ, tiến sĩ Ellis Shriver, một nhà sinh thái học người Mỹ, đã đưa ra giả thuyết rằng nguồn gốc của con người không phải là ở địa cầu, mà thuộc về những nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ. Những nhược điểm sinh học của loài người tố cáo rằng họ vốn không phải được sinh ra trên trái đất này. Nhân loại là giống loài tiến hóa nhất trên hành tinh xanh, nhưng bất ngờ là họ không thích hợp và yếu ớt trước môi trường trái đất, dễ bị ánh nắng tổn hại mắt, đặc biệt không thích những thực phẩm mọc hoang, có tỷ lệ mắc bệnh kinh niên cao và nhiều thứ khác nữa. Một nhược điểm nữa của con người là quá dễ dàng bị cháy nắng. Con người không thể tắm nắng hơn một tuần hoặc hai tuần giống như loài thằn lằn. Bên cạnh đó, loài người hay mắc bệnh, có thể do đồng hồ sinh học tiến hóa để thích hợp với một ngày 25 giờ, trong khi một ngày trên trái đất chỉ có 24 giờ, theo như các nhà nghiên cứu về giấc ngủ từng chứng minh. Đây không phải chỉ là vấn đề của thời hiện đại, mà xuất hiện ở mọi thời điểm trong lịch sử của loài người trên trái đất. Trong cuốn sách, tiến sĩ Silver cũng đề cập đến một điểm đặc biệt. Nhiều người thường nghĩ rằng họ không thuộc về trái đất, và trái đất dường như không phải là nhà của họ. Điều này cho thấy loài người có thể đã phát triển tại một hành tinh khác, và chúng ta có thể đã được mang đến địa cầu bởi một giống loài cao cấp hơn hẳn. Vậy, liệu có những khám phá khoa học khác có thể củng cố cho luận điểm rằng con người đến từ các thế giới khác từ vũ trụ hay không? 8% ADN của con người có nguồn gốc từ vũ trụ. Theo một nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện có 19 đoạn ADN, tương đương 8% số ADN của chúng ta không có nguồn gốc của con người. 8% số ADN này được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen. Những mã gen này được gọi là ADN ngoài hành tinh. Những đoạn mã gen kỳ lạ này không được mã hóa, không thuộc nguồn gốc nào trên trái đất. Hơn nữa, chúng cũng không có sơ đồ tiến hóa thường thấy như ở ADN của người. Khi các nhà khoa học cố định lại, các đoạn mã ADN ngoại lai này giữ nguyên tình trạng, không hề thay đổi. Các nhà khoa học nghi ngờ những mã gen này có thể lưu trữ những thông tin quý hiếm về vũ trụ. Nhưng hiện tại, trình độ của con người vẫn chưa đủ để giải mã những thông tin này. Những khám phá này đã khiến nhiều người nghĩ đến giả thuyết con người là di dân từ nơi khác đến, vẫn mang trong mình nguồn gốc cổ xưa. Nơi khác ấy liệu có thể là các hành tinh khác, các thiên thể khác, hoặc cũng có thể là các không gian khác hay không? Hầu hết con người đều là thần chuyển sinh. Dolores Cannon, sinh năm 1931, mất năm 2014, là người phát minh ra liệu pháp chữa bệnh bằng thôi miên hồi quy về tiền kiếp. Qua gần 50 năm thực hiện liệu pháp này, bà đã chữa trị cho hàng chục ngàn người bệnh trên khắp nước Mỹ thông qua việc đưa bệnh nhân trở về tiền kiếp để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh tật trong kiếp này. Dolores Cannon đã viết 17 cuốn sách với nhiều chủ đề khác nhau, thuật lại các câu chuyện mà thân chủ của bà kể lại trong quá trình họ bị thôi miên sâu và quay về tiền kiếp. Trong một lần trả lời phỏng vấn của tạp chí Edge Magazine về nguồn gốc sinh mệnh của con người, Dolores cho biết: "Điều cơ sở trong tất cả các công việc của tôi là việc chúng ta đều là thần. Chúng ta đều đến từ trời và chúng ta không bao giờ có thể tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cô đơn, nhưng chúng ta chưa từng bao giờ cô đơn. Chúng ta là một phần của Chúa Trời và chúng ta chính là một phần của người. Con người không nhận ra các năng lực mà họ có. Họ có thể làm tất cả, không gì là không thể, không có giới hạn nào hết." Tiến sĩ Ellis Shriver trong cuốn Con người không đến từ trái đất, sự đánh giá của khoa học về chứng cứ, cho rằng có thể trái đất là một hành tinh đóng vai trò như nhà tù, do con người dường như là loài có khuynh hướng bạo lực một cách tự phát, nên phải bị đẩy đến đây để học cách cư xử đúng đắn hơn. Trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách của một môn tu luyện Phật gia, là một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc những năm 1990, luận giải cho rằng con người vốn sinh ra từ các tầng khác nhau trong vũ trụ, có cảnh giới tinh thần cao, nhưng vì trở nên không tốt nên mới rơi rớt xuống trái đất này.
giáo sư Ernst Mundashev, tiến sĩ y học nổi tiếng của người Nga, người khai sáng phương thức cấy ghép mô người trong y học qua phương pháp hình học nhãn khoa, đã tình cờ phát hiện rằng loài người của nền văn minh 5.000 năm lần này xuất phát từ Tây Tạng. Nhưng ông cũng được biết rằng trước chủng người của nhân loại này đã có rất nhiều chủng người từng xuất hiện trên trái đất. Những chủng loài người đầu tiên xuất hiện dưới dạng thể nhẹ nhàng, không có xương thịt, có thể đi qua tường và các vật rắn khác, trông họ giống các thiên thần hơn so với giống con người hiện nay. Chúng ta vẫn cho rằng thần là những sinh mệnh đến từ không gian vũ trụ, có cảnh giới tinh thần và năng lực cao hơn con người chúng ta. Nếu con người nguyên đến từ các tầng khác nhau trong vũ trụ, thì rõ ràng con người vốn là thần chuyển sinh xuống trái đất. Và có lẽ trước khi đến trái đất này, nhiều người đã từng là những vị thần vĩ đại với quá khứ huy hoàng. Vậy con người rồi sẽ đi đâu, về đâu? Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2019, tại Paris, nước Pháp, đã diễn ra phiên họp thứ 7 của Hội nghị toàn thể nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc về nền tảng chính sách và khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái. Tại phiên họp, các nhóm chuyên gia này đã công bố một báo cáo 1.700 trang cho thấy đa dạng sinh học của trái đất đang bị hủy diệt với tốc độ khủng khiếp và lời cảnh báo đáng sợ. Trái đất đang đối diện nguy cơ hủy diệt hoàn toàn sự sống lần thứ 6. Trước đó, tháng 11 năm 2017, 15.372 nhà khoa học trên toàn thế giới đã lần thứ 2 cảnh báo thế giới rằng trái đất đã đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng trước sự tàn phá của con người. Nhưng thực tế cho thấy khoa học, kỹ thuật và nỗ lực của con người hiện tại là không đủ để khắc phục được những hậu quả nặng nề về môi trường do chính chúng ta tạo ra. Có vẻ như hậu quả mà con người gây ra đối với trái đất đã là không thể vãn hồi. Nhân loại dường như đã đi đến bước tối hậu của nền văn minh. Và có lẽ cần phải có phép lạ mới có thể cứu vãn được trái đất. Vậy phép lạ ấy đến từ đâu? Trong tác phẩm Ba làn sóng tình nguyện và trái đất mới năm 2011, Dolores Cannon đã tiết lộ rằng qua thông tin từ việc thôi miên hàng chục nghìn người, bà phát hiện rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có ba nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến trái đất dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của trái đất, giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu. Các tình nguyện viên đang ở đây để cứu trái đất, bởi vì những con người của trái đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo không thể làm điều đó. Nói về trái đất mới, Dolores Cannon cho biết, tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng trái đất này sẽ thay đổi rung động và các tần số, chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà trái đất đang trải qua. Những văn tự nổi tiếng như Tiên tri của người Maya, cuốn sách Các thế kỷ của Nostradamus, Tiên tri của người Hopi, Cách am di lục của Triều Tiên, Thánh kinh khải huyền của phương Tây, Thôi bối đồ, Thiền sư thi, Mã thiền khóa, Mai hoa thi của Trung Quốc đều đề cập đến một lời tiên tri kinh ngạc nhất và cũng là lời tiên tri cuối cùng. Đó là khi lịch sử nhân loại đi đến trang cuối cùng như đã dự liệu, khi nhân loại đối mặt với thời khắc sống còn, địa cầu, nhân loại cho đến vũ trụ đều sẽ trải qua những biến đổi to lớn chưa từng có từ trước tới nay. Đây sẽ là sự lựa chọn giữa sinh tử mà mỗi người phải đối mặt, và đây cũng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Trong Thánh kinh Khải huyền có nhắc tới hình tượng con rồng đỏ tà ác, giảng rằng nhân loại vào ngày tận thế sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng giữa chính và tà. Nhân loại sẽ trải qua 7 tai họa: những người tôn sùng con thú, những người chịu ấn của con thú, những người giúp kẻ xấu làm điều ác đều sẽ phải trải qua tai họa cực lớn. Thánh kinh Khải huyền còn kể rằng sau khi 7 đại họa diễn ra, vị vương của vạn vương sẽ tiến hành đại thẩm phán và làm mới lại hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Nhân loại sẽ bước sang một vũ trụ hoàn toàn mới. Bức The Last Judgment mô tả cứu thế chủ xuất hiện trong sự kiện cuối cùng là đại thẩm phán cuối thế kỷ thứ 16 của họa sĩ Jean Gaussin The Jungle. Kinh Phật giảng rằng vào ngày mạt pháp mạt kiếp hôm nay, vị Phật Di Lặc, vương của vạn vương,
tức là chuyển luân thánh vương, sẽ hạ thế truyền pháp độ nhân. Sau khi trải qua đại kiếp nạn vào thời mạt pháp, nhân gian sẽ đón nhận một nhân loại mới, đất trời mới vô cùng tươi đẹp. Mặc dù có thể gây ra những bất đồng hoặc tranh luận, nhưng những phát hiện trên đã phần nào giải đáp cho chúng ta rằng con người vốn là những sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ ở cảnh giới cao, và vì những lý do khác nhau để sửa chữa lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, để học hỏi hay để giúp đỡ người khác mà chúng ta xuất hiện trên trái đất này. Cho dù vì lý do nào đi nữa, thì trong sâu thẳm mỗi người, chúng ta đều khao khát được quay về cội nguồn, quay về nơi chúng ta đã được sinh ra ban đầu trong vũ trụ kia. Nhưng trong nhân thể hỗn độn và quay cuồng, trong cái hiện thực được gọi là khách quan này, bản tính nguyên sơ vốn lấp lánh của con người rất dễ bị che mờ đi mất. Chọn cho mình con đường đúng đắn để trở về hay bị hủy diệt theo rồng đỏ, đó là lựa chọn tối hậu mỗi sinh mệnh cần đưa ra. Vào những năm 1930, các nhà nhân chủng học đã phát hiện ra một bộ tộc Dogon sinh sống ở một số khu vực thuộc Tây Phi. Họ gần như cách ly hoàn toàn khỏi văn minh nhân loại, nhưng lại kế thừa một nền văn hóa phong phú. Điều đặc biệt là các truyền thuyết của người Dogon chứa đựng những dữ liệu về khoa học vũ trụ chính xác đến kinh ngạc. Thậm chí, họ còn được mệnh danh là hậu duệ của người ngoài hành tinh. Bộ tộc biệt lập với thế giới. Bộ tộc Dogon thuộc đất nước Mali, miền Tây Phi, có số dân khoảng từ 400 đến 800 nghìn người. Lịch sử cổ đại và nguồn gốc của bộ tộc này cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào chỉ rõ được. Nhiều dự đoán cho rằng họ có thể đến từ nhiều dân tộc khác nhau tập hợp lại do chạy trốn một cuộc đàn áp nào đó. Tuy nhiên, người Dogon vẫn chuyển miệng cho nhau nghe về nguồn gốc của mình. Họ đến từ khu vực bờ tây con sông Niger thuộc đất nước Burkina Faso, nằm ở Tây Phi vào khoảng thế kỷ thứ 10 đến 13 sau Công Nguyên. Sau này, để chạy trốn cuộc đàn áp Hồi giáo, người Dogon chạy về cư trú tại những vách đá miền đông nam đất nước Mali hiện tại. Mãi cho đến cuối thế kỷ 19, họ mới tiếp xúc với người châu Âu. Bộ lạc Dogon nằm trên đỉnh núi Sa Thạch cao khoảng 500m và trải dài gần 150 km, với hàng chục ngôi làng được xây dựng chạy dọc theo những vách đá. Kèm theo đó là hệ thống hang động cổ xưa rộng lớn. Theo nhiều người, khi sống trên những vách đá sa thạch khô hạn và khắc nghiệt, người Dogon sẽ khó có thể tồn tại. Thế nhưng, nền kinh tế của bộ tộc này lại khá phát triển, dựa vào các hoạt động nông nghiệp. Trong những năm gần đây, Dogon cũng đã phát triển mối quan hệ hòa bình với các xã hội khác, đa dạng chế độ ăn uống. Cứ 4 ngày, người Dogon tham gia vào các khu chợ với các bộ lạc lân cận như Fulani và Diula, trao đổi các mặt hàng nông sản. Nhà của người Dogon được xây đắp bằng một loại bùn đặc quánh. Chúng có kiến trúc rất độc đáo với mái lá, nhìn như những túp lều tranh nằm xa sát nhau. Phía trước mỗi nhà có đặt một số bức tượng chạm trổ tinh xảo, thể hiện được cuộc sống, hoạt động nghệ thuật và sự khéo léo của nghệ nhân Dogon. Ở đây có hai kiểu nhà khác nhau dành riêng cho nam và nữ. Vì trong xã hội Dogon, người phụ nữ độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào người chồng. Phần lớn hôn nhân của người Dogon theo chế độ một vợ một chồng và rất hiếm có hôn nhân đa thê. Việc lấy vợ sẽ do cha mẹ quyết định và chỉ giới hạn trong gia tộc. Mặc dù được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cho đến khi sinh đứa con đầu lòng, người vợ mới chính thức là thành viên của gia đình chồng. Trước đó, người phụ nữ có thể thoải mái ly dị, nhưng sau khi có con, bỏ chồng là việc rất hệ trọng và hiếm khi xảy ra. Mỗi ngôi làng có một pháp sư gọi là Hogon. Nhà của pháp sư được xây dựng đẹp và kiên cố hơn so với các ngôi nhà khác trong làng. Người được bầu chọn làm pháp sư phải là trưởng bối uy tín nhất trong làng. Theo quy định, kể từ lúc trở thành pháp sư Hogon, người dân bị cấm không được chạm tay vào người Hogon và ông phải sống tách biệt một mình, không được tắm rửa hay cạo râu trong suốt một thời gian dài. Trong thời gian này, Hogon sẽ được dân làng dâng tặng một trinh nữ đang bước vào tuổi dậy thì để phục vụ việc ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô gái cũng không được phép đụng vào người ông và có thể về nhà với cha mẹ mỗi tối. Pháp sư là người có quyền hành cao nhất ở mỗi ngôi làng và có vai trò như một người cầm cân nảy mực
mang lại sự công bằng giữa các thành viên trong bộ tộc. Ông ấy được cho là người có khả năng cầu mưa, gọi gió khi mùa màng khô hạn. Dogon là một bộ tộc cực kỳ bí ẩn. Trí tuệ về thiên văn của họ đã làm lạc hướng các nhà nghiên cứu trong nhiều thế kỷ. Dù không có kính viễn vọng, nhưng người Dogon lại được truyền dạy từ đời này qua đời khác theo những bức họa có hình thù kỳ dị trên những vách đá. Chính điều này đã hé mở vì sao người Dogon lại có khả năng phi thường về vũ trụ như vậy. Nền thiên văn bí ẩn. Nhờ những hình thù trên vách đá mà người Dogon đã phát hiện ra sao Thiên Lang, Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Chúng có thể xuất hiện như một ngôi sao đơn, nhưng thực chất nó là hệ sao kép, hoặc thậm chí có thể là bộ ba ngôi sao. Điều khiến các nhà thiên văn không ngờ là người Dogon đã biết về hệ ba sao từ rất lâu trước đó. Người Dogon cho rằng điều thiêng liêng nhất mà hầu hết các truyền thuyết cổ xưa của họ đều nhắc đến, đó là một ngôi sao đi kèm ngôi sao chính Thiên Lang, tên gọi là Potolo. Họ biết sao Potolo quay xung quanh sao Thiên Lang trong chu kỳ 50 năm. Đó là hành tinh có mặt đất làm bằng kim loại, nên nó rất cô đặc và có khối lượng siêu lớn. Ở giữa xuất hiện ngôi sao có tên là Emeia với kích thước lớn hơn, nhưng khối lượng lại nhẹ hơn Potolo đến 4 lần. Khi mới hình thành thì đỏ như máu, sau đó lại trắng dần. Không những thế, người Dogon có kiến thức rất chi tiết về hệ mặt trời. Họ biết về sao Mộc và nhắc đến ngôi sao này như một hành tinh khổng lồ có tên là Danatolo. Ngoài ra, họ còn biết sao Mộc có 4 vệ tinh lớn nhất và có một vành đai vây quanh. Những câu chuyện thần thoại của người Dogon cũng mô tả quỹ đạo elip của các hệ hành tinh xung quanh mặt trời. Thậm chí còn biết mặt trời là hệ anh em của sao Thiên Lang. Họ cho rằng hai hệ thống này đã tách riêng thành hai hệ thống sao khác nhau nhưng có cùng một nguồn gốc. Vậy vì sao người Dogon lại biết chính xác như thế? Nhiều nhà nghiên cứu đã đi tìm lời giải đáp cho những bí ẩn đó. Đầu tiên là Robert Temple, thuộc Hội Thiên văn Hoàng gia Anh. Năm 1976, ông cho xuất bản cuốn Bí mật sao Thiên Lang để tiết lộ với thế giới rằng sở dĩ người Dogon biết rõ về vũ trụ chính bởi vì cách đây 5.000 năm họ đã được các sinh vật từ sao Thiên Lang đến thăm. Những cư dân Thiên Lang đó đi trên một chiếc thuyền to, tạo ra dòng bão lớn, giảng dạy cho thổ dân Dogon về bí mật của vũ trụ. Tuy nhiên, theo Temple, người Dogon không phải là bộ tộc duy nhất tiếp cận được kiến thức đó, mà còn có cả nền văn minh cổ Ai Cập và Sumer. Robert Temple đã chứng minh lý thuyết của ông bằng cách nhắc đến những kiến thức đáng kinh ngạc của các dân tộc này về lịch sử cổ, vật lý Pythagore, lý thuyết hỗn độn và những đo đạc tại kim tự tháp Giza xếp thẳng hàng với sao Thiên Lang. Một giả thuyết nữa do nhà vật lý thiên văn Pháp Jean-Marc Bonnet Biddle đưa ra. Từ lâu, ông quan tâm đến một bí ẩn khác của sao Thiên Lang. Nhiều chứng cứ trong các văn bản cổ đại Hy Lạp và Trung Hoa nhắc đến một ngôi sao đỏ chứ không phải trắng như người ta thấy hiện nay. Nhiều sự kiện rời rạc có thể liên quan đến một thực tế duy nhất, nhà thiên văn giải thích. Ông cho rằng cách đây trên 2.000 năm, lực hấp dẫn của Thiên Lang đã hút một phần lớn vỏ khí của nó, tạo ra một đám mây bao phủ toàn hệ thống. Lần đó, ánh sáng của Thiên Lang đã bị lọc bớt và có màu đỏ. Hồi ức về màu sắc đó đã được truyền lại cho tổ tiên của người Dogon và được họ đưa vào truyền thuyết. Có lẽ người Ai Cập cổ cũng là nhân chứng của hiện tượng đó. Sao Thiên Lang rất quan trọng với người Ai Cập vì khi mọc lên mỗi năm một lần, nó sẽ thông báo cho con người nơi này về cơn lũ của sông Nin. Cho đến năm 1998, Jean-Marc Bonnet Biddle đã đến vùng Sanga để tìm hiểu kiến thức thiên văn của người Dogon. Ông chú ý đến hai thánh địa được kể trong tín ngưỡng của họ. Địa điểm thứ nhất là Poliokomo. Ở đó có một cái bàn đá và một đống đá xếp lại, đánh dấu bởi nơi hạ cánh chiếc thuyền của người Thiên Lang theo truyền thuyết. Nhà thiên văn nhận thấy từ vị trí đó có hai khối đá đánh dấu hướng mà sao Thiên Lang và mặt trời cùng mọc ở chân trời. Địa điểm thứ nhì là một cái hang, mà từ một vị trí chính xác trong đó, người ta có thể nhìn thấy sao Thiên Lang nằm giữa hai khối đá. Tất cả điều này chứng tỏ từ rất lâu, người Dogon đã nắm được kiến thức về thiên văn học và đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
có một truyền thuyết sáng thế về chủng tộc của bộ lạc người Dogon lưu truyền rằng từ thời xa xưa, chỉ có thần Ama tồn tại. Vì cô đơn quá mà thần đã tạo ra trái đất mang giới tính nữ và kết hôn với nàng ta. Họ sinh ra Ogo và Nomo là một sinh vật nửa người nửa cá phi giới tính. Nomo sống trên sao thiên lang và được thần Ama giao nhiệm vụ xây dựng nền văn minh cho loài người. Sinh vật Nomo được coi là tạo nên người Dogon và giúp bộ tộc này sinh tồn trên trái đất. Trong cuốn sách Cuộc trò chuyện với Ogo Temeli xuất bản vào năm 1947 của Marshall Creel cũng viết rằng người ngoài hành tinh lưỡng cư từ sao thiên lang đã đáp xuống trái đất trên con tàu vũ trụ có 3 chân. Họ đã kết hợp ADN của bản thân và các loài động vật có giới tính khác để tạo ra con người. Cho đến nay, nguồn gốc xuất xứ của người Dogon vẫn còn là một bí ẩn. Đây là một câu đố mà giới chuyên gia vẫn tìm kiếm lời giải trong gần một thế kỷ qua. Vậy, với những nghiên cứu được tuyên bố, nếu không có truyền thuyết về thần Ama, nhưng những kiến thức thiên văn phong phú của người Dogon, liệu đây có thực sự là hậu duệ của thế lực đến từ ngoài vũ trụ theo một cách nào khác hay không? Nếu nói rằng trong vũ trụ bao la có vô số những điều bí mật kỳ diệu, thì nguồn gốc loài người là điều bí mật lớn nhất và khó giải thích nhất. Truyền thuyết về Adam sinh ra loài người đã bị mọi người coi là chuyện cổ tích. Trong xã hội khoa học kỹ thuật cao ngày nay, đối với tất cả mọi giả thuyết và suy luận, người ta đều phải căn cứ vào phương pháp khoa học, tìm chứng cứ để kiểm chứng rõ ràng. Không ai có thể phủ định Darwin là một nhà bác học vĩ đại đã phá bỏ được quan niệm cũ, xây dựng quan điểm mới. Hai tác phẩm của ông là Nguồn gốc sự sống và Nguồn gốc loài người. Đây chính là lần đầu tiên được đưa vào tư duy truyền thống của loài người một khái niệm mới mẻ. Loài người cũng từ hình thái tổ chức sự sống thấp nào đó rồi tiến hóa, phát triển thành, phát triển hơn nữa và tiến thêm một bước nữa. Ông cho rằng trí tuệ loài người, đạo đức xã hội, cơ sở của tâm lý tình cảm, vân vân, tất cả những đặc điểm văn minh tinh thần cũng giống như nguồn gốc của loài người có thể truy ngược về giai đoạn từ động vật bậc thấp. Như vậy thì ông đã đặt nền móng cho việc đưa loài người vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đó là một bước đột phá chưa từng có trong sự phát triển tự giác của lịch sử loài người. Sau khi chủ nghĩa Marx ra đời, Engel đã vận dụng lý thuyết của duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tổng hợp các thành tựu khoa học, phân tích một cách toàn diện quá trình tiến hóa từ loài vượn thành loài người và sáng lập lý luận lao động sáng tạo ra loài người, đã phá bỏ tận gốc chuyện thần thoại của tôn giáo nói rằng Thượng Đế tạo ra con người. Trong quá trình tiến hóa từ loài vượn thành loài người, lao động có tác dụng quyết định. Việc phân biệt tay chân, chế tạo công cụ, việc hình thành ngôn ngữ, sự phát triển của não và xuất hiện tư duy, tất cả đều xuất hiện trong khi lao động. Cho nên, Engel nói, lao động là toàn bộ điều kiện cơ bản đầu tiên của xã hội loài người. Trên một ý nghĩa nào đó thì không thể không nói rằng lao động sáng tạo ra bản thân con người. Lý thuyết của Darwin và Engel đã giúp ta hoàn toàn phá bỏ sự bó buộc của quan điểm tôn giáo, khiến cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc tìm kiếm nguồn gốc bí ẩn của con người trong hơn 100 năm qua đã không ngừng tiến tới. Loài người là do loài động vật sinh trưởng tiến hóa mà thành. Năm 1960, giáo sư người Anh đã có huân tước Erasmus Hadda đã đưa ra một giả thuyết mới. Ông cho rằng thời kỳ hóa thạch trống rỗng cách ngày nay khoảng 4 triệu đến 8 triệu năm. Tư liệu hóa thạch hoàn toàn không có gì liên quan đến tổ tiên loài người. Sinh vật chỉ sống dưới biển, không sống trên mặt đất. Trong lịch sử tiến hóa của loài người, còn để lại rất nhiều dấu vết của giai đoạn vượt biển, giai đoạn cách đây mấy triệu năm trên cơ thể con người cho đến ngày nay. Đó là những đặc trưng của sinh lý học giải phẫu, mà những đặc trưng đó không có trên cơ thể các loài linh trưởng sống trên đất, nhưng nó lại có trên cơ thể của các loài động vật có vú sống ở biển như hải báo, cá heo. Ví dụ,
tất cả các loài động vật linh trưởng trên mặt đất đều có bộ lông dày khắp phần da. Chỉ riêng có loài người và thú biển là để trần. Các loài linh trưởng trên mặt đất đều không có lớp mỡ dưới da. Vị trí tóc của thai nhi người cũng khác các loài linh trưởng trên mặt đất, mà chỉ giống thai nhi của loài thú biển. Nước mắt do tuyến lệ của loài người tiết ra có thành phần muối, giống như đặc trưng của loài thú biển. Trong khi các loài linh trưởng trên mặt đất thì tuyệt nhiên không có. Giáo sư Hada chỉ rõ rằng, lịch sử địa chất cho thấy, từ 4 đến 8 triệu năm trước, cả một vùng rộng lớn ở miền Đông và miền Bắc châu Phi đã từng chìm ngập dưới biển. Nước biển đã ngăn cách cuộc sống của đàn vượn ở nơi đó, khiến cho một bộ phận của chúng xuống sinh sống ở dưới biển, rồi tiến hóa thành thú biển. Mấy triệu năm sau, nước biển rút đi, loài linh trưởng biển đã sống quen với cuộc sống dưới nước, quay lại lên mặt đất sinh sống và trở thành tổ tiên của loài người. Thú biển qua giai đoạn tiến hóa có hai chân với dáng đứng thẳng, khống chế được hô hấp, giải phóng được đôi tay và những bước tiến hóa lớn như phát triển ngôn ngữ giao lưu. Những điều đó khiến chúng như được trời giúp sức, vượt qua các loài khác, tiến hóa trở thành động vật cao cấp nhất, trí tuệ nhất trên trái đất. Loài người có nguồn gốc từ vũ trụ. Trong thời đại ngày nay, một loạt những phát hiện đã hâm nóng trở lại thuyết cho rằng loài người có nguồn gốc từ ngoài hành tinh. Đầu tiên người ta chú ý đến tất cả những động vật trên trái đất, dù rất phức tạp, chủng loại rất nhiều, nhưng chúng lại có cùng một mô thức, đó là cùng có tổ chức tế bào tương tự, đều có nhân axit nucleic là vật chất di truyền, đều có albumin tạo thành sự sống giống nhau. Điều này khiến người ta không thể không đặt vấn đề rằng, nếu quả thật sự sống trên trái đất bắt đầu từ những chất vô cơ mà tiến hóa thành, thì sao chúng lại không sinh ra những loại mô thức sống khác nhau? Ngoài ra, người ta còn chú ý tới việc molybden là kim loại hiếm trên trái đất, lại có tác dụng rất quan trọng trong hoạt động sinh lý của sự sống. Thế mà hàm lượng molybden có ở vỏ trái đất lại rất thấp, chỉ có 0,002%. Người ta cũng phải đặt vấn đề, vì sao một nguyên tố hiếm như vậy mà lại có tác dụng quan trọng đến thế đối với sự sống? Phải chăng sự sống trên trái đất được bắt nguồn từ những thiên thể có giàu chất molybden? Thứ ba, người ta không ngừng tìm thấy trong những phần còn lại của thiên thạch rơi từ vũ trụ xuống trái đất có những chất hữu cơ. Trong đó có đầy đủ những yếu tố cấu thành sự sống trên trái đất. Đồng thời, với những điều đó, người ta cũng phát hiện thấy trong vũ trụ tồn tại những phân tử chất hữu cơ trong các tinh vân. Tất cả những điều khiến cho người ta tin rằng sự sống không phải chỉ riêng có trên trái đất. Còn nữa, một số người chú ý tới một số bệnh truyền nhiễm trên trái đất. Như vậy, cúm thường lan khắp thế giới theo chu kỳ, mà những chu kỳ này lại thường trùng hợp với những chu kỳ của sao chổi nào đó quay trở lại gần trái đất. Vì thế, khiến họ nghi ngờ một cách có lý rằng những dịch bệnh truyền nhiễm đó có phải đến từ sao chổi hay không? Nếu đúng thế, thì con người đúng là khách đến từ ngoài trái đất. Loài người được tiến hóa từ những sinh vật biển khơi. Đem những đặc trưng sinh lý của các loài động vật khác nhau mà so sánh, có thể nhận ra mối quan hệ gần xa giữa chúng. Giáo sư sinh vật học Abby Rieger Đàn Tông của trường Đại học Melbourne, Australia đã nghiên cứu cơ chế sinh lý của việc khống chế cân bằng lượng muối trong cơ thể giữa người và các loài động vật có vú khác. Ông phát hiện thấy, về phương diện đó, loài người khác với các động vật có vú sinh sống trên mặt đất, mà tương tự như của loài thú biển. Có chuyên gia còn chỉ ra rằng, sinh lý lặn ngầm của loài người khá là xuất sắc. Ở những nơi loài vượn người sinh sống thời xưa, có những di tích cổ nổi tiếng được người ta tìm thấy. Đó là những khu mộ vỏ sò tiền sử, có những đống vỏ sò chất đầy. Chúng là những bằng chứng chứng tỏ người xưa đánh bắt sò làm thức ăn. Năm 1983, hai nhà khoa học Anh là Elmore và Gurton khi phát hiện những vùng Tanra và Amata có vượn người đã nghiên cứu khu mộ vỏ sò, phát hiện thấy trong những loài sò ấy, nhiều loài như con hầu và con trai
đều sống dưới nước sâu. Chỉ có người nào biết được kỹ thuật nín thở lặn sâu dưới nước mới có thể lượm được chúng. Rõ ràng, những người vượn đó phải có tài lặn sâu dưới nước rất giỏi. Tài đó không thể có ở các loài linh trưởng. Loài người là những chuyên gia lặn sâu trời sinh. Thời gian con người nín thở lặn sâu dưới nước vượt xa hơn hẳn các loài động vật trên mặt đất. Khi con người lặn sâu, trong cơ thể sinh ra một loạt phản ứng. Cơ bắp co lại, khắp cơ thể động mạch giảm hẳn lượng máu lưu thông. Hô hấp tạm dừng, tim cũng đập chậm lại. Phản ứng đó rất giống với những phản ứng của động vật sống dưới nước như hải báo và con lè lè. Phản ứng lặn sâu không phải là phản xạ có điều kiện, mà là sự khống chế của trung khu thần kinh trong đại não của động vật bậc cao. Phản ứng đó cũng đồng thời khống chế hô hấp một cách có ý thức, khống chế sự hiểu biết một cách chính xác. Việc hô hấp cũng là cơ sở phát triển ngôn ngữ của loài người. Nếu không có năng lực khống chế hô hấp được hình thành trong giai đoạn vượn biển, thì loài người không thể có được phương pháp phát âm phức tạp như vậy. Nguồn gốc loài người là vấn đề được người ta chú ý nhất từ xưa tới nay, và có các giả thuyết cùng song song tồn tại. Đó là loài người có nguồn gốc từ vũ trụ hoặc có nguồn gốc từ ở trái đất. Tất cả vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.